100% số ca tử vong do sốt xuất huyết là ở các tỉnh miền Nam. 100% số ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết là ở miền Nam và bệnh có xu hướng tăng nhanh, số ca tử vong vẫn còn tiếp tục tăng nếu không có giải pháp can thiệp phù hợp. Đó là thông tin đáng chú ý tại hội nghị tăng cường triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và công tác phòng chống sốt xuất huyết khu vực miền Nam do Bộ Y tế tổ chức chiều nay 13 tháng 6 tại Viện Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thạc sĩ bác sĩ Lương Trấn Quang, Phó trưởng khoa kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Viện Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, sốt xuất huyết ở nước ta chủ yếu ở phía Nam chiếm 80% số ca mắc của cả nước và 100% số ca tử vong với 36 trường hợp tử vong tại bệnh viện do tình trạng nặng. Tử vong do sốt xuất huyết đã ghi nhận ở 10 tỉnh thành, nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh. Đáng chú ý, số ca mắc tử vong tăng rất nhanh trong 4 tuần gần đây. Chuyên gia này nhận định năm nay số ca sốt xuất huyết nặng tăng nhanh, cao hơn nhiều so với cùng kỳ 2 năm trước, nhưng vẫn chưa đạt đỉnh dịch. Qua giám sát thường xuyên, bác sĩ Lương Trấn Quang cho biết, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hai chủng virus sốt xuất huyết lưu hành tại miền Nam là Delta 1 và Delta 2. Điều tra vector ở những điểm là ổ dịch thì chỉ số vector cực kỳ cao, còn mật độ mũi thì lần đầu tiên chúng tôi ghi nhận có một điểm có đến 3 con trong nhà, tình hình sốt xuất huyết đang tăng. Tuyết virus không có gì thay đổi so với 2 năm trước đây, nhưng vector thì còn rất nhiều. Cũng theo các chuyên gia, dịch sốt xuất huyết trong những tháng đầu năm diễn biến phức tạp, tỷ lệ tử vong cao hơn mọi năm. Chỉ tính riêng thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc mới cao hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 5, số ca nhập viện cao bằng tổng số ca tính từ đầu năm. So với mọi năm, số ca tử vong ở trẻ em mắc sốt xuất huyết nhiều hơn so với người lớn. Tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho rằng, nguyên nhân tử vong gia tăng do người dân còn khá chủ quan, khi hết sốt thì sang giai đoạn nguy hiểm nhưng người nhà thường bỏ qua. Bệnh nhân vào viện muộn, chuyển lên tuyến trên cũng muộn. Đại diện Bộ Y tế cho biết cơ quan này đưa ra các tiêu chuẩn nhập viện, chuyển tuyến khá đầy đủ, nhưng trên thực tiễn qua các hồ sơ bệnh án cho thấy việc hội chẩn, chuyển viện, chỉ định chưa đúng theo hướng dẫn chuyên môn. Ngoài ra, vấn đề chuyển tuyến điều trị với ca bệnh có dấu hiệu chuyển nặng chưa thật sự tốt. Ông Vương Anh Dương nói, không phải chúng ta không đủ năng lực lọc máu, nhưng có vẻ như đang lẩn tránh việc này để chuyển lên tuyến trung ương. Những khi có bệnh nhân lọc máu qua phân tích hồ sơ, nếu chúng ta giữ lại mà tăng cường năng lực lọc máu của bệnh viện tuyến tỉnh thì có thể cứu sống được bệnh nhân. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.